Chào đón quý vị đến với tần số tình yêu. Ông Mai của tôi bận đồ chỉnh chu sang trọng màu trắng, âm thầm không báo tôi biết, không biết là có cái lý do gì hay không. Hôm nay hai người khách mời của chúng ta cũng mặc đồ trắng vậy. Bởi vậy nè, anh chạy vội vàng vô để thay bộ màu trắng cho đồng điệu. Tôi như một tờ giấy báo bỏ tôi ra. Hai cô nàng nó chắc phải đẹp lắm chứ với Vinh mới chạy vô thay cái áo trắng chung ha. Và nếu như các bạn cũng cảm thấy cô đơn thì hãy như hai cô áo trắng trong kia, liên hệ tới chương trình Tần Số Tình Yêu được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và bây giờ xin mời gặp gỡ hai bạn gái, đó là Song Nhi Em và Quỳnh Trang. Xin mời. Gì mà đẹp quá vậy? Dạ tên Song Nhi Em. Vậy là có Song Nhi chị ở nhà đúng không? Dạ có. Chị có chồng chưa? Dạ chưa. Chưa sống dẫn tới đây luôn. Chị nhát dạ. Ha. Rồi bây giờ mình đi trước để dẫn chị mình đi sau. Dạ. Em tên gì, làm nghề gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Nguyễn Song Nhi Em ạ. Hiện là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ạ. Dạ, hôm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 19 tuổi ạ. 19 tuổi. Trời dạ. Ơi cái tuổi quá đẹp. Xin chào chị Việt Hương và anh Vinh. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang và hiện tại em đang là sinh viên. Em có đi làm người mẫu ảnh ở ngoài nữa ạ. Sinh viên trường gì em? Dạ trường Văn Hiến ạ. Ngành gì? Dạ em học tiếng Anh thương mại ạ. Sau này ra làm doanh nhân mà đẹp như giày cỡ nào tôi cũng vô tôi mua hết trơn. Bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ năm nay em 20 tuổi ạ. Với lại bốn anh chàng ngồi trong kia. Đúng rồi. Để qua anh Vinh mới được. Mà anh Vinh gì hai em mà chạy vô thay cái áo trắng bóc. Mà cái áo trắng mà em đang mặc áo vàng nữa chứ. Đó thấy đi. Chưa? Về đây, hôm nay ông Mai bà Mối sẽ che chở cho tụi em. Xin mời. Đây là cái dòng 1, dòng đi tìm tần số. Và bây giờ mời bốn chàng trai trên kia. Trời ơi đẹp luôn. Xin mời bạn đầu tiên giới thiệu về mình đi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai MC xinh đẹp và hai bạn nữ dễ thương ngoài kia và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Vinh xinh đẹp luôn nha. Anh đẹp trai nha. Mình tên là Lê Bảo Trân. Khi các bạn nghe tên của mình cũng hơi bất ngờ đúng không? Các bạn cứ nghĩ đó là tên của một bạn nữ, nhưng không, mình là một bạn nam. Đa số mọi người biết mình qua cái tên là Hồ Phước, cho nên là mọi người cứ gọi mình là Hồ Phước nha. Hồ Phước. Tên Lê Bảo Trân là tên trong cây xanh của em, nhưng mà người nhà đặt lộn á, bị đặt nhầm. Ai đi đặt mà lộn tên? Dạ ông của em. Ông ngoại hay ông nội? Dạ ông cố. Cố đang vui rồi có báo cho cố biết là đẻ con trai không? Dạ có. Mà sao cố đặt tên con gái? Dạ tại vì ông của em đi làm giấy khai sinh một lần tới mấy đứa cháu luôn, cho nên là đặt nhầm. Trời đất ơi, làm nghề gì vậy? Dạ hiện tại em đang là diễn viên. Em đã được 20 nồi bánh chưng rồi mà vẫn còn cô đơn. Nhà em quê ở đâu? Dạ quê em ở Long An ạ. Cao 1m mấy mà cứ ngồi hết màn hình của tôi vậy? Dạ em cao 1m77 ạ. 77 sao cao dữ vậy Vinh? Lát em vô ngồi thử coi. Dạ, lát ra ngoài kiểm tra. Dạ mời bạn số 2. Dạ xin chào tất cả mọi người và các bạn đang theo dõi chương trình. Em tên là Bùi Nguyễn Quang Huy và quê của em là ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Năm nay em 21 tuổi, em cũng ế. Chắc các khoảng được 2 năm rồi. Em hy vọng là em sẽ tìm được một tần số nào đó phù hợp với em, một trong hai bạn nữ ở đây ạ. Xin lỗi em làm nghề gì? Em hiện tại em làm ca sĩ và diễn viên ạ. Ủa sao nay ca sĩ diễn viên ế hết vậy ta? Ế hết vậy ta? Ế hết vậy ta? Rồi mời bạn số 3. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Lâm Bảo Sơn. Năm nay mình 22 tuổi và hiện tại mình là sinh viên năm 4 khoa luật trường đại học Tôn Đức Thắng. Và ngoài ra mình có tham gia một số hoạt động nghệ thuật giống như là ca hát, diễn xuất hay là làm MC. Mình có một sở thích mà mình nghĩ là tất cả các bạn nữ đều thích, đó chính là nấu ăn, và mình đặc biệt mình nấu ăn rất là ngon. Hai em ơi, anh đã từng học luật thì anh sẽ nguyện làm bị cáo để hai em làm chủ tọa phán xét vào trái tim của anh. Có được không ạ? Nghe ổng giới thiệu là nghi ổng MC rồi. Với lại luật nữa mà. Luật. Lanh miệng lắm. Em ơi. Dạ. Các em có thực tập chưa? Dạ, hiện tại em đã đi thực tập rồi và em chuẩn bị tốt nghiệp. Còn 2 tháng nữa em tốt nghiệp ạ. Em thực tập ở cái vai trò nào? Em làm thực tập sinh pháp lý cho một công ty của bất động sản. Rồi em có ra tòa lần nào chưa? Dạ có, tụi em có ra tòa, với lại khi trong quá trình học thì em cũng được trải nghiệm phiên tòa giả định. Cái cương vị nào làm cho em căng thẳng nhất? Em nghĩ là thẩm phán và chủ tọa, tại vì họ sẽ đưa ra cái kết luận của họ. Và cái việc đưa ra kết luận của họ thì nó sẽ ảnh hưởng đến nguyên cáo hoặc là bị cáo. Cảm ơn bạn, chúng ta cùng đến với phần giới thiệu của bạn thứ tư. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Tâm Nhân. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 của trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình có một cái sở thích là ca hát.
nhảy nhót. Thời gian rảnh mình hay sáng tác những bài rap. Và ngày hôm nay mình đến với chương trình, mình mong mình sẽ được bắt chúng tần số của một trong hai bạn dưới kia. Sau khi nghe giới thiệu xong thì không biết là các bạn có ấn tượng với chàng trai nào ở đây không, Quỳnh Trang? Sau khi mà em nghe bốn chàng trai nói chuyện thì em cảm thấy có ấn tượng với anh số 3 nhất ạ. Còn như em? Em lại có ấn tượng với anh số 2 ạ. Tại sao? Tại vì em có thiện cảm với cái người mà nói tiếng lớ lớ vậy, em thích. Vậy hả? Dạ. Mặc định vậy luôn hả? Dạ. Không, lớ lớ thích thôi. Chút nữa từ từ khai phát. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ốp lưng điện thoại của mỗi chàng trai để coi thử là cái ấn tượng nó có thay đổi không ha. Xin mời. Đàn ông trai cho nên đơn giản ha. Có anh chàng số 4 có hình em hả em ơi? Dạ, ở đây là hình ốp lưng thôi chị. Em số 3 ơi. Dạ. Cái ốp lưng của em ở giữa nó bị xét hả em? Dạ, do em xài lâu quá nó bị cũ quá chị. Tại vì cái em mua cái ốp lưng này là dùng để tiện cho mình xem phim á, khi mà mình nằm hoặc là mình ngồi cũng dễ. Nó dựng lên được ha em ha. Dạ, đúng rồi. Chị ơi, chị thì chị thấy bốn cái lưng này là tại con trai không có gì đặc biệt, cho nên xin xem màn hình khóa luôn được không ạ? À? Màn hình khóa điện thoại. Chương trình thi với các biến đoạn. Biến đoạn là một cái vở kịch hoặc là một cái tiểu phẩm mà đã được mình lấy ra một khúc và mình chế biến lại. Cái này thường là nằm ở học kỳ 2 của một năm học, gọi là biến cái đoạn đó thành một cái đoạn khác, phải không bạn? Dạ đúng ạ. Dạ. Nhưng mà tại sao lại để lên màn hình khóa như vậy bạn? Dạ tại vì lúc em thi cái chương trình thi biến đoạn này thì em được các bạn bắt làm đại trưởng, mà tính em thì cũng hay quên tại vì có nhiều tiết mục quá, vội vàng sắp xếp cái đạo cụ này nọ, cho nên em phải để màn hình khóa luôn để em nhớ tiết mục nào đem sắp xếp. À Vinh có biết á, là ngày xưa á, sinh viên nghèo lắm, có một cái tấm màn vậy thôi, rồi có cái bục y chang vậy, thì ra đằng trước là diễn cho thầy cô coi, nhưng mà vô đằng sau tấm bục một chút xíu là có cái màn, thì tụi Hương phải thay cái độ trong cái màn á, xong rồi chạy qua bên kia, chạy qua bên Vinh vậy nè, xong rồi trở ra để diễn tiếp. Rồi các bạn có biết là chúng tôi chăng chạy ngay chữ cái khúc này á, là trai gái gặp nhau chổng á, mà vẫn thay đồ bình thường. Nhiều khi thay đồ là tất nhiên là có một cái bộ đồ tôi gọi là bộ đồ tico, bộ đồ chọc và hình thể ở trong người, nhưng mà lôi lúc gái thì cũng phải có phụ tùng này nọ, xong rồi cái chạy ra sao ơi gài giùm coi cái đằng trước đang diễn kêu mà nghe kêu gài luôn á, mấy nhỏ gái nó nhào vô thay đồ trước mặt em không? Dạ không, là tụi em có thiết kế tụi em văng màn ra làm cái phòng thay đồ riêng cho nữ, còn nam tụi em thì thay đồ ở ngoài luôn, thay đại luôn đúng không? Dạ. Tự nhiên em để là cái đó, chị nhớ là cái thời của chị, rồi chị ban qua cái chuyện mà chị đi thi nó thật là tào lao. Trở lại chỗ cũ nha em, lỗi mọi người nha, tự nhiên nhớ là cái thời đó mắc cười quá trời. Nếu mà tụi em chọn anh chàng đó đó thì tụi em phải mở lòng dữ lắm, tại cái nghề của chị là sát với nhau luôn, cho nên rất là dễ ghen. Cái nào hay ghen thì phải coi lại anh chàng số 4 đó. Thôi thì bây giờ hỏi hai bạn nè, Quỳnh Trang em ấn tượng với cái màn hình khóa nào? Em ấn tượng với anh số 1 ạ. Ai vậy em? Người đó là ai? Dạ người đó là em ạ. Cái tóc em có vẻ khác. Dạ cách đây là khoảng 2-3 tháng rồi. Chị nhìn này chị nghĩ là ba em. Ba em. Không à, tại cái áo sơ mi hơi rộng rộng. Dạ tại vì phong cách của em đa số là mặc đồ unisex phơm rộng á chị. Như em ấn tượng với cái hình nào? Cái hình nào? Em lại có ấn tượng với anh số 2 ạ. Tại sao? Tại vì em là một người cũng khá là thích màu đen. Thích màu đen với màu trắng. Bà với em này nãy giờ bà thích hàng số 2 hai lần rồi nha. Chị khoái em chàng số 4. Tại để cái bài thi lên nó vui vậy thôi à. Thôi để em thích bạn số 3 cho. Chị cũng thích số 3 luôn. Em đang uống cà phê hả? Dạ thực ra là em đứng trước cái quán cà phê của người ta, chắc em chụp hơn 100 tấm luôn á. Chứ em không có uống cà phê à? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Chị cũng thích em, chị cũng thích em, chị cũng thích em. Chị tưởng cà phê chị xin ly. Xin ly. Do đây là lần đầu tiên em đi Đà Lạt, cho nên là em muốn chụp nhiều phấn khởi tấm làm độ kỷ niệm. Và cái chỗ này nó rất là đẹp, cho nên em đứng em chụp hoài luôn. Mà cái chỗ em chụp là xấu lắm biết không? Xấu lắm biết không? Ai chụp cho em vậy? Do em đi chung với một tập thể, cho nên là bạn bè em chụp cho em. Chị Việt Hương với anh Vinh nói chụp hình xấu quá. Bố cục kỳ. Hai bạn nữ ơi, hai bạn đã từng đi Đà Lạt chưa? Trang đi rồi ạ. À. Bạn Nhi sao ạ? À? Nhi em đi chưa? Nhi thì chưa đi. Qua chương trình này thì hai đứa mình có thể là một chuyến đi chung với nhau được không? Nếu mà có cùng tần số thì chắc là có thể. Chúng ta sẽ cố gắng bắt tần số của nhau ha. Nhưng mà em đi rồi mà, em đi làm chi nữa? Em chưa có đi hết cảnh của Đà Lạt, với lại là mình rủ bạn đi có nghĩa là kiểu dạng như bạn bè thôi. Tại vì sau chương trình này nhiều khi mình không bắt được tần số của nhau, nhưng mà mình vẫn làm bạn được của nhau. Thôi lúc đó là bộ người khác rồi, đi với em bộ nó đâu có cho. Ừ. Bạn Trang ơi. Ai đó? Số 1 à? Dạ số 1 sao? Bạn có thích đi Đà Lạt không? Có, Trang rất là thích đi Đà Lạt. Phước là một người rất là thích đi Đà Lạt, và hầu như là tháng nào Phước cũng đều lên Đà Lạt à. Ủa em buông trà cho nó em? Dạ không ạ, tại vì em thích được cái không khí ở trển. Tháng nào em cũng lên trển ở ít nhất em là em làm nghề gì mà em dư giả tháng nào cũng du lịch vậy? Chị lâu quá rồi không đi đó.
Tại vì em có bạn ở trển đó chị. Rồi lên Đà Lạt chơi. Dạ, nếu mà bạn Trang có muốn đi Đà Lạt thì cứ nhắn tin với mình sẽ tình nguyện làm một hướng dẫn viên du lịch dẫn bạn đi khắp Đà Lạt. Số 1 với số 3 là ta mời lên Đà Lạt, rồi số 2, số 4 mời đi đâu? Em thì không có thích đi Đà Lạt lắm. Nếu mà hai bạn thích đi du lịch, một ngày nào đó mình sẽ tổ chức một cái tour và đi du lịch bằng xe máy xuống dưới Hòn Sơn Rạch Giá. Hòn Sơn là một nơi rất là đẹp, mình đã từng đi qua rồi và mình nó rất là hoang vu và mình rất là thích nơi đó và mình muốn chia sẻ cái không gian đó chung với mọi người, chung với là hai bạn. Chị chưa đi chỗ đó đó, em nói là chị sẽ đi. Rồi bây giờ nha, Nhi em, Quỳnh Trang, hai bạn thích nhất cái màn hình nào? Em ấn tượng nhất là màn hình số 1 ạ. Mời xem màn hình số 1 trước. Cái hình gì vậy em? Hình của bạn á, kêu sau lưng bạn á là cửa sắt, bạn đang ngồi trên một cái thùng sơn màu vàng thì phải. Bạn là biết chơi guitar hả số 1? Dạ, em không biết chơi guitar ạ. À, là bạn chỉ dùng cái app hợp âm để hát thôi đúng không? Dạ, em dùng để hát acoustic anh. À, em là người vocal trong một cái band acoustic hay sao? Dạ. Bạn số 1 ơi, cho mình hỏi là bạn có thích chụp hình không? Tại vì mình thấy trong màn hình bạn có rất là nhiều app chỉnh ảnh. Mình rất là thích chụp hình và chỉnh ảnh ạ. À. Mình cũng rất là thích chỉnh ảnh. Nếu mà bạn thích thì mình có thể chụp cho bạn và chỉnh cho bạn những tấm hình cực đẹp. Bạn có thể cho mình xem hình của bạn được không? Hình của bạn chụp. Được ạ. À. Anh chàng này có bộ tâm hồn ăn uống quá ha. Đồ ăn và cảnh không? Cái hình nào mà em dùng những cái app em chụp mà em cho đằng đẹp á, em có thể chia sẻ với bạn Quỳnh Trang được không? Dạ được ạ. À. Những tấm hình này đa số là mình chụp bằng cam thường ạ. À. Xong rồi mình chỉnh màu bằng những cái app mà trong điện thoại mình đã có. Em thích tấm hình nào cho chị coi rồi. Nếu mà về những tấm hình ngoại cảnh thì tấm hình nào em cũng thích, nhưng mà em chụp được một cái cảnh ấn tượng ở Đà Lạt là em đã đi vào một quán cà phê trong những quán cà phê ở Đà Lạt và trong đó có một cái nơi cho mình ghi lại những cái tâm tư tình cảm của mình và những cái ước nguyện của mình sau này như thế nào. Em cũng đã ghi trong một những số này ạ. Mong là mau có người yêu. À, dễ thương quá à. Có rồi, hôm nay sẽ che tờ giấy đó, sẽ bay dính vào một trong hai cô áo trắng ngồi dưới đây. Thoát ra lại, bạn hồi nhỏ hả? Bạn màu áo xanh á? Ở trên cùng. Dạ em hồi nhỏ. Ngầu dữ vậy, thứ gì chịu nổi. Quá trời, đứng chống nạnh nữa. Cái chống nạnh là ba má hay bắt lắm nè. Chị bình nít ra kêu chống nạnh lên con. Lúc nhiêu tuổi vậy em trai? Dạ lúc này là lúc em 3-4 tuổi em không nhớ. Nhi ơi, mấy mẹ con trai giống vậy em thích không? Dạ cũng dễ thương. Cũng dễ thương ha. Dạ. Đó chồng em hồi nhỏ đó. Chụp xong tấm hình này khoảng em không biết bao nhiêu lâu sau thì ba mẹ em ly dị. Rồi hiện tại em đang sống với ba hay mẹ? Dạ hiện tại em đang sống với mẹ và Dượng và ngoại của em. 17 năm nay em có gặp ba em không? Kể từ 5-6 năm trở lại đây và em không gặp lại ạ. Anh thì nói quan điểm của anh thôi. Thì ba mẹ có chuyện trục trặc không hợp đó là chuyện của ba mẹ. Nhưng mà ba mình thì vẫn là ba mình. Và cái điều nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Có những người ta không còn ba nữa, ví dụ như anh. Muốn nói thì cũng không nói được nữa. Chỉ bằng mình còn cơ hội thì mình cứ nói thôi. Hãy giữ lấy cái mối liên kết đó. Dạ em cảm ơn anh. Chắc là cũng đầy khá thông tin rồi ha. Bây giờ mời màn hình của bạn số 2. Cảm ơn bạn số 1. Kéo qua cái nữa bé. Nhỏ này trật tự. Bạn này có vẻ là không có thói quen lên Facebook hay mạng xã hội nhiều đúng không em? Dạ vâng. Hầu như mối quan hệ bạn bè em thì em toàn gặp ở ngoài và ít lên Facebook ạ. Em có một người bạn gái mà người bạn gái đó thì có thói quen hơi bị nghiện điện thoại, nghiện Facebook chút xíu thì em có khó chịu không? Có một chút chút. Cái chút chút đó nó có lớn lên không? Là sẽ lớn lên từng ngày nếu mà bạn gái em không quan tâm em. Thì đó là một vấn đề đúng không? Dạ vâng. Chàng trai này là hơi khó chịu với cái vấn đề mà online nhiều quá. Kỹ tính. Kỹ tính đó. Tại vì anh chàng này anh không có lên online. Cho em hỏi là hai bạn nữ thì quê của hai bạn ở đâu nhỉ? Trang là quê ở Đắk Lắk ạ. Còn Nhi thì ở miền Tây, ở Tiền Giang. Mẫu bạn trai của hai bạn là như thế nào? Với Trang thì Trang cần một người chững chạc, thường xuyên biết quan tâm và lắng nghe mình. Và Trang rất là thích được chia sẻ và rất là hy vọng là sẽ kiếm được một người biết lắng nghe và chia sẻ cùng mình. Còn bạn Nhi sao ạ? Còn Nhi thì Nhi thích một người con trai trầm tính, ít nói. Nói chung là nói ít làm nhiều, nói chung là phải hiểu. Khi mà hiểu nhau thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Chắc bạn đang nói mình á. Rồi vậy thôi, mời màn hình số 3, cảm ơn bạn số 2. Cũng quán cà phê giang tay nữa. Gạt qua bên nữa nè. Để anh coi thì là thói quen của em là gì. Ê, nghe luôn. Dạ, con nghe mẹ ơi. Ủa mà em được không? Nói thật nè. Dạ, tại con đem quay mẹ. Rồi, vậy con nói đi. Dạ. Dạ, tí con gọi lại mẹ nha. Sao không nói mẹ là con đang có bộ. Ủa sao mẹ em lại không lưu số vậy? Dạ, đây là một cái số đặc biệt của mẹ em cho nên là em không có lưu. À. Cái số này để hai mẹ con chia sẻ thôi, tại vì trong nhà thì em hay chia sẻ với mẹ em nhiều nhất. Nơi em để những bí mật riêng của em là bằng cái số đó với mẹ em đúng không? Dạ đúng rồi. Hình ảnh hay là cái gì ghi chú hay là những cái gì có thể? Dạ đây. Ai vậy em? Dạ, đây chính là em cách đây 4 năm.
Em bao nhiêu ký? À, lúc này là em lớp 12, em cao tầm 1m6 và em nặng 89 ký. Còn bây giờ em bây cao giờ một là mấy? Em 1m68 và em cao em nặng khoảng 60 đến 61 ký. Là em xuống cỡ 20? Dạ em xuống cỡ khoảng 23 ký. Tại vì trong lớp 12 thì em muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh. Với lại là em muốn mình ốm lại để mình có ngoại hình hơn, để mình thay đổi cuộc đời và mình có kiếm tiền được nhiều hơn, tạo cơ hội nhiều hơn để mình nuôi ba mẹ mình. Sao xuống được hay vậy? Do đó là khoảng thời gian em đi học, với lại là nhà xa phải học bằng xe đạp và ngày nào cũng chạy đi như vậy. Sáng là đi học và làm thêm cơm nước cho mẹ, xong rồi lại đi học thêm và đi học tí từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Trong cái thời gian thi cử ăn uống cũng không có nhiều thời gian để nấu ăn, có nghĩa là không có được tẩm bổ nhiều, cho nên xuống được 23 ký trong vòng 3 tháng. Khác hẳn ha, cái người ngồi trên đó với người ngồi dưới đây khác hẳn đi. Dạ đúng rồi, ai cũng nói vậy. Lúc mà em ốm xuống là em lên đại học xong em về quê là không ai nhận ra em luôn, ai cũng tưởng em là em của mẹ em. Bị già đi hả em? Tại vì mẹ em cũng hơi trẻ. Mẹ em nhìn trẻ. Dạ. Theo anh cảm nhận thì em có vẻ là em sẽ thích về cái công việc biểu diễn hơn, ví dụ như là MC, ca sĩ gì đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì cái trường luật đối với em nó là cái để mình gọi là sau này, hay là đó là cái con đường mà thật sự là em mới muốn đi? Ở thời gian hiện tại thì cái con đường em muốn đi vẫn là bên nghệ thuật hơn. Còn cái trường luật là do lúc đó em thi một cái cơ duyên nào em cũng không nhớ, em đã đậu vào trường luật. Nhưng mà trong luật á vẫn có chương trình văn nghệ này nọ, thì em làm tổ trưởng, em làm chương trình ca nhạc hay diễn kịch hay MC gì trong đó? Dạ có ạ, tại em là leader của câu lạc bộ văn nghệ khoa luật. Thì đó. Dạ. Hơi hỏi hơi nhiều, nhưng vẫn muốn hỏi thêm một câu là em đã từng có bao nhiêu người yêu rồi? Thời điểm hiện tại là chưa bao giờ có một người yêu nào hết. Tại sao? Tại vì cấp 3 đi là mình tính từ cái thời điểm mà biết yêu đi. Thì lúc đó ngoại hình em không có và nói chung là xấu, cho nên là em không có tự tin về yêu. Còn khi lên tới đại học thì mình lo học, với lại là do tập trung, em là tự chủ kinh tế ở năm 3 rồi, cho nên là phải tập trung đi làm, rồi tập trung học nữa, cho nên là cũng không có muốn quen người yêu ở thời điểm đó. Còn bây giờ thì thời gian nó đã đỡ hơn, cho nên là cũng muốn tìm một người yêu. Cảm ơn bạn số 3. Mời bạn màn hình số 4. Hay cưng cái gì? Sao tôi khó ăn nít quá. Ai vậy em ơi? Dạ, giới thiệu với mọi người, đây là con trai đỡ đầu của em, con của chị ruột em. Dễ thương quá. Là cháu em đó. Còn người mà đang bế con em là mẹ em. Mẹ ruột em. Dạ. Trò chơi thì hơi nhiều. Cái Musi đó là music hả em? Hay là... Dạ, Musi là một phần mềm để em có thể vừa viết nhạc. Tại vì có những cái nhạc trên YouTube á, mình không có thể nào mình kiếm được ở những cái web khác. Cho nên là cái trang web này nó giúp mình kiếm được những cái nhạc đó để mình có thể viết những cái bài nhạc khác hơn nữa. Để thấy được là cái gu âm nhạc của em như thế nào đó, có thể show cho mọi người biết được không? Dạ, đây là cái danh sách nhạc của em. Nó là một cái điều gì đó rất là nhẹ nhàng. Có cái beat thả thính nữa hả em? Dạ có. Cái beat thả thính nó nghe làm sao em? Dạ bài này là tại vì bữa là em vô tình em nghe, em thấy nó bắt đầu nó hay hay, rồi em cũng lưu nó về để có một dịp nào rảnh để em có thể ngồi em nghe cái beat đó, để em ngồi em viết một cái bài nào đó về cái beat đó. Thính miền Tây hả? Mình hỏi là gu âm nhạc của hai bạn là như thế nào ạ? Với Trang thì Trang lại thích nhạc ballad hoặc là nhạc US UK kiểu EDM. Còn Nhi thì thích nghe những bài nhạc Âu Mỹ hơn. Có vẻ như là phần âm nhạc là không liên quan gì rồi. Thôi mình ra ngoài đi em, kiếm cái gì đó liên quan hơn. Khi hai bạn có thời gian rảnh thì hai bạn thường làm cái gì? Trang thường rất là ít ở nhà, và khi mà ở nhà thì mình muốn tự mình pha cà phê, mình có thể xem phim và đọc sách, có thể là học bài. Em biết uống cà phê luôn hả? Dạ em rất là thích uống cà phê ạ. Chị với em thích nhau nữa rồi nha. Và cà phê là em phải uống đặc. Còn em? Nhi thường nghe nhạc, xem phim. Bạn có thích đi xem phim không? Mình cũng rất là thích đi coi xem phim. Lát nữa xong ra mua vé coi luôn nha. Dạ được quý chị. Rồi bây giờ vậy nha, nãy giờ nói chuyện nè, chia sẻ. Bước ra đây thấy hai cô gái đẹp xinh xắn, từ nãy giờ tôi khen hoài, ấn tượng với cô gái nào? Cô bên này. Bên này? Dạ vâng. Thầy thấy hiền lành, cô bên này nhìn thấy sắc nét. Hai cô đẹp y chang như nhau. Hẹn gặp em trong một cái chương trình khác và sẽ có tần số rung động với em nha. Dạ cảm vâng. ơn em. Và bây giờ sẽ là vòng thứ hai với tên gọi là thử thách của chàng. Sau khi bốc thăm ngẫu nhiên thì cả ba bạn đều là phần thi tài năng về nghệ thuật. Bạn số 1 sẽ là hát, bạn số 3 cũng là hát, và vị trí số 4 sẽ là nhảy. Vậy thôi giờ mời bạn số 3 hát trước đi, cái mình xen cái nhảy cái tới hát ha. Dạ, vâng. Dạ mời bạn số 3. Mỹ nè. Thích quá à. Bây giờ mình mới được làm Mỹ. Để Mỹ nói cho mà nghe đúng không? Cái này là nhảy chơi vui hay là nhảy có đi làm kiếm tiền? Dạ cái này là một cái sở thích hồi còn đi học, là có tham gia một nhóm nhảy hip hop, rồi học rồi chơi chung nhau đó luôn. Rồi bây giờ cái nhóm nhảy đó còn giữ không? Còn tồn tại không? Dạ còn. Dạ năm nay nhóm nhảy cũng được 7 năm tuổi rồi. 7 năm tuổi. Rồi nhiều khi là mỗi đứa cùng tóe ra mỗi đứa nghề, nhưng mà lâu lâu gom lại nhảy. Dạ đúng rồi ạ. À em thấy em già quá chị ơi. Hồi xưa em cũng nhoi y chang vậy luôn.
luôn á. Em ơi, em lớn tuổi hơn ba của con nhỏ này nè. Trương Thế Vinh hôm nay sẽ được một khán giả ngồi dưới đây nói: chú Vinh ơi, chú Vinh, chú lớn hơn ba con ở nhà, thôi đừng có bàn gì nữa trơn á, nho gì mà nho dễ thương chứ bộ, phải không? Khi bạn xuất hiện một năng lượng tích cực vô cùng, và cứ giữ cái này hoài nha bạn, đừng để già như anh Vinh nghe không. Và hôm nay bạn còn tươi trẻ hơn anh Vinh là bạn có luôn bạn gái luôn nữa, đứng đây làm chi nữa. Vô nhà đóng cửa lại chờ hai cổ. Chào mọi người ạ. Cảm ơn em. Và bây giờ sẽ là phần trình diễn của anh chàng số 1. Mời anh chàng số 1. Cao ráo đẹp trai, thấy hai đứa con gái chị hết hồn không? Dạ xinh ạ. Thấy chàng trai của tôi làm sao hai cô gái? Dạ cao ráo đẹp trai. Đẹp trai nha, tôi đứng gần đây đẹp trai à. Giờ hát tặng cho hai bạn gái trên đó. Dằn mặt nhẹ anh Trương Tế Vinh, ca sĩ mà lâu quá không đi hát. Dạ. Đây, micro, mời em. Mời em nha. Ngày cứ thế trôi qua, miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lắng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh, cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong em không xa rời. Cảm ơn em, nói gì nữa, có tài năng, cao ráo, đẹp trai, vô phòng cất liền nha. Anh nào cũng hay, gọi là ca hay nhảy giỏi luôn. Sau vài phút giải lao, các bạn quay lại coi hai em gái có thay đổi không nha. Mời giải lao. Không biết là sau khi xem xong 3 phần trình diễn thì hai bạn có ai thay đổi cái ấn tượng của mình không? Đầu tiên là bạn Quỳnh Trang. Thì em vẫn rất là thích bạn số 3. Bạn số 3 giữ đèn lại. Như em. Dạ, còn em thì ấn tượng với bạn số 4 tại vì nhảy đẹp quá. Mời đèn của số 4. Trước khi mình gặp gỡ anh chàng số 1, mời nhìn ba gương mặt thiệt của ba chàng trai. Hai bạn nhỏ lại không được nhìn ha. Mời hai em lên sân khấu quay ngược lại đây cho chị. Rồi quay lại, mời ba màn hình. Các bạn số 1 này đẹp trai lắm nha, Hàn Quốc chịu không nổi luôn đó. Bây giờ thử nè, số 1 nè. Số 3. Số 4 nè. Hai của em có muốn đổi không? Dạ không ạ. Dạ không luôn ạ. Dạ không, mời tắt ba màn hình, mời hai em về chỗ. Dù cho gia đình nội ngoại có la đi nữa cũng không đổi, thấy chưa? Vậy thì bây giờ mình mời gặp gỡ anh chàng số 1. Xin mời em. Người con gái có đôi mắt cười hay hát vu vơ đã khiến tim anh đập loạn nhịp mỗi khi gần bên. Anh tin
anh đã tìm được người con gái anh yêu, nhưng lại ngại ngùng không dám thổ lộ. Đến khi em nhận lời yêu từ anh chàng xa lạ, làm tim anh đau nhói vô cùng. Yêu em nhưng không nói là anh sai với cảm xúc của mình, sai với cả chính người con gái anh yêu, chỉ vì sự ngại ngùng của anh. Chưa đi hát nhiều cho nên hát rất là rung. Tôi không biết, tại nãy thấy rung quá tôi không biết. Giờ tôi nghĩ anh Vinh nên hát lại cho tôi nghe câu đó đi, thì tôi mới tin. Cho anh cái nhạc. Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi đâu ai hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây, đúng không? Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng phá đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong từng tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Em nhận khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Đó, thấy chưa? Các bạn phải cảm ơn tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới nghe Trương Thế Vinh hát. Xin lỗi em, là tại vì anh Vinh là anh là ca sĩ chuyên nghiệp, cho nên có gà anh cỡ nào thì anh không có rung, và anh nghe được cái nhịp để anh vào nó chắc. Nhưng mà về cái tinh thần thì bạn này hát tốt hơn, tại vì cái cách nhả chữ sau này đó gì nó tại vì với lại là em là người thích mà, còn đây là người bị ép hát. Tới đây hôm nay vô tình hát một bài hay, song ca với anh Vinh nữa, đâu phải dễ gì, muốn song ca với ổng là được, đúng không ạ? Gặp hai người em đẹp, tần số nó chưa rung tới thôi. Nhưng mà em sẽ đứng kế anh Vinh đi, em sẽ lay ế. Sẽ lay ế? Sẽ lay ế. Trời đất ơi, chữ này đừng lay em. Hôm nay chưa bắt được nhiệt của với ai hết. Nhưng mà xin chúc em sẽ sớm có được cái tần số của mình nha. Biết đâu sau chương trình này là Facebook em nhắn tin rầm rầm cho. Em cảm ơn anh ạ. Và bây giờ là vòng thứ ba, bí mật của nàng. Chúng ta cùng nhau khám phá hai chiếc điện thoại của hai cô gái này nha. Xin mời. Với em đi ha, mở màn hình lên nè. Ý sao ngồi mình mặt xa xăm vậy? Tại cái đó là tình cờ bạn em chụp lại cho em. Bất ngờ nhất lại đẹp nhất, lướt qua nữa nè. Ủa trong cái ô vuông vuông nó một đống cái đó là gì em? Cái này hả chị? Áp chụp hình đó chị? Áp chụp hình. Dạ. Cho chị coi hình đi em. Có ai giống em quá vậy kìa? Cái cô áo vàng là ai? Dạ tại bạn chơi thân chung á. Ghét giống luôn hả? Chơi thân mà giống. Ủa chị nghĩ là phải chị em chứ. Tại vì nãy chị có hỏi em là Nhi em là phải có Nhi chị. Rồi Nhi chị đâu? Dạ chị ở với ba mẹ dưới quê á chị. Lúc mà em còn nhỏ là ba mẹ em đã kiểu ly thân một thời gian. Chị em thì về nội, còn em thì về bên ngoại. À chia ra. Dạ. Xong rồi sau này ba mẹ về ở với nhau á em... Ba mẹ về lại rồi. Dạ. Chị em về ở với ba mẹ, còn em kiểu ở với ông bà quen á. Rồi có anh chị em gì nữa không? Dạ không, gia đình chỉ có hai chị em sinh đôi như vậy. Hai chị em sinh đôi thôi mà chia ra. Chia sẻ với em nha. Nhưng mà em không có tấm hình nào với chị trên đây hết hả? Cái điện thoại trước của em thì có, nhưng mà em làm mất á, em làm hư á, cho nên là... Kỳ sao về chụp lại nha. Nói chị Việt Hương yêu cầu em với chị chụp vài tấm hình ha. Dạ. Để lâu lâu hù chơi bỏ ra hỏi ai đây, cho bồ giật mình, cái ông số 4 giật mình cho coi. Dạ. Nghe ổng sao không biết ai ra ai. Thôi giờ bỏ qua chuyện đó nha. Bây giờ cho chị coi cái hình mà đông thiệt là đông đó là em đi đâu. Dạ em đi chơi với bạn á. Ôi ôi Quyền nhớ đi chơi vui nè. Đây hình đi chơi nhiều quá ha. Ông bà ngoại cũng cho đi luôn. Dạ cho. Ông bà ngoại chắc cưng giữ cho đi à. Dạ. Có ghi chú gì không? Dạ em không có thường có thói quen có ghi chú.
Trời sao tôi ghi quá à, ghi ta. Chắc già. Thôi thì mời bạn Quỳnh Trang. Đẹp quá, tấm hình mờ sương khói. Photoshoot quá trời áp luôn. Money note. Là gì ạ? Dạ là ghi chủ kiểu em kiểm soát chi tiêu của mình hàng ngày. Được nha. Khéo léo, được. Được, này quen luật sư được. Hai đứa đè nó tính không ai làm lợi. Cái gu âm nhạc của em như thế nào? Vô nhật ký à? Dạ hầu như là ballad thôi anh. Ballad thôi. Vui, nhạc của em chắc là buồn khóc luôn á. Tại sao em không nghe nhạc vui chơi cuộc đời nó tích cực? Không, ý là em thích cái âm nhạc nó nhẹ nhàng lúc mà mình ở một mình. Còn nhạc vui thì em vẫn có. Là em chủ yếu là nghe bên nhạc Âu Mỹ là nhiều. Vào Instagram hay là Facebook gì đó để coi dòng thời gian được không? Facebook đi. Rồi. Chen chen. Tiếp đi em. Đội lễ tân của trường á nha. Là gái đẹp mới được làm đội lễ tân đó. Hoạt động trường cũng nhiều ha. Đúng rồi, đẹp mà. Bạn hoạt động ở trường như vậy thì có nhiều bạn trai để ý ngỏ lời gì không? Thực ra là em không có nhiều lời ngỏ ý đâu anh. Tại em là ở ngoài là một người khá là trầm tính. Có một số người mà khi mà gặp em mới nhìn vào thì họ có những cái nhận xét là em khó gần. Nhưng mà thực sự là không phải như vậy. Khi mà những người khác mà tiếp xúc nói chuyện với em thì họ rất là thích em. Vậy là sau chương trình này mọi người đều biết em dễ gần hơn rồi. Và biết đâu được là ồ ạt tới rồi mấy chàng trai của tụi anh gặp khó khăn hả? Nếu mà em chưa có người yêu thì những cái lời mà ngỏ lời thì em có thể xem lại. Còn mà nếu mà có rồi thì chắc chắn là sẽ không có. Rồi bây giờ vậy nè, hai anh kia sẽ được khám phá hai cái điện thoại này. Và sau khi khám phá mấy anh sẽ quyết định là có gọi điện cho mình hay không. Mời hai chàng trai khám phá hai cái điện thoại. Trong lúc đó chúng ta giải lao trong vòng ít phút. Bây giờ là thời điểm mà hai chàng trai sẽ đưa ra quyết định là có gọi cho hai cô gái của chúng tôi hay không. Nào, mời hai bạn xuống dưới nhé. Đây là giờ khắc mà ông mai bà mối lúc nào cũng rạo rực làm như ta gọi cho mình vậy đó. Nhưng sẽ gọi cho Nhi em. Dạ alo ạ. Chào anh ạ. Anh bắt được tần số của em rồi. Leo lên liền. Bước lên liền. Rồi cúp máy quay qua cái rừng. Sau chương trình này thì anh muốn mời em đi chơi, đi coi phim những bộ phim mà em thích. Và được đi du lịch cùng em đến những nơi mà em muốn. Và anh không chắc anh sẽ lý tưởng một cái điểm nào hết. Nhưng anh chắc là khi em buồn, em vui, anh sẵn sàng sẽ ở bên em. Cho anh xin nắm tay một cái. Cứng sát vô. Trời ơi, thấy cưng quá. Cả bên kia sao anh Vinh anh giải quyết cặp sóng thần bên kia. Quỳnh Trang ơi, mời bạn đưa điện thoại ra phía trước. Chúng ta cùng đếm nha. 10 9 8 7 6 5 4 Em rất ấn tượng vì anh giảm ký rất là hay. Thì em vẫn rất là thích bạn số 3. 3 2 1. Alo. Dạ alo ạ. Em có nguyện về làm biên kịch tiếp tục cho vai diễn cuộc đời của anh không? Trời ơi. Dạ em đồng ý ạ. Anh cảm ơn em. Hai đứa quay lại nhìn nhau nói gì nè. Thì thực sự là anh không cao, không đẹp như những bạn khác. Nhưng mà anh chắc chắn là anh có một trái tim chân thành, đủ tần số để yêu em. Và đồng thời là nếu em về với anh thì em đừng lo, anh sẽ giúp cho em có chế độ ăn uống hợp lý và giảm cân. Do mình mới gặp cho nên là anh cũng không dám, cho nên là anh xin phép nắm tay em. Luật sư nói chuyện là sự. Cái trái tim bằng thủy tinh có nghĩa là mong các bạn giữ, đừng làm vỡ nó suốt một quãng đường rất là dài ha. Mời hai em cầm vào đây. Rồi. Tặng hai bạn nha. Nếu mà có quen nhau á
sau này thì kiểu gì cũng có cái vụ cãi nhau. Mỗi lần cãi nhau cứ nhìn vô cái hình trái tim này nhớ cái ngày đầu tiên. Các bạn có muốn lấy trái tim của chương trình của chúng tôi nhớ giờ phát sóng và gửi tên địa chỉ của mình về để đăng ký chương trình nhé. Tần số tình yêu 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Tần số tình yêu phải có người rung động vì tần số. Hiện giờ chúng tôi đang sở hữu ba chàng trai đẹp ở không như nhau. Em trẻ nhất. Dạ, có anh chàng trẻ nhất đứng đằng xa xa bận bộ đen. Bạn kế bên là với bộ đồ vest rất là thời trang. Chào, tự giới thiệu em tên là Nguyên Thuấn, em năm nay 24 tuổi, công việc hiện tại là diễn viên tự do. Kế bên có sợi dây quéo ngay cái bụng lại, ý báo cho biết là dòng bụng của chúng tôi không có tràn mỡ như Trương Thế Vinh. Đó.